Quang Quý rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình thanh niên do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và trong chương trình kỳ này sẽ có những nội dung chính như sau: truyền thống 70 năm lực lượng võ trang Thành phố Hồ Chí Minh, trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015, mô hình tấm cách nhiệt làm từ giỏ trấu do hai bạn học sinh trường Trung học phổ thông Nhân Việt quận Tân Phú thực hiện. Và sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 3 tháng 9, Thành đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng võ trang thành phố. Qua những giai điệu hào hùng về tình yêu Tổ quốc, tuổi trẻ thành phố đã được sống trong những ngày tháng chiến đấu anh dũng của lực lượng võ trang thành phố, không ngại khó khăn, gian khổ để giành độc lập, giữ vững hòa bình cho thành phố, đất nước. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng võ trang Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng trưởng thành và lớn mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất, đạo đức bộ đội Cụ Hồ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, chủ động xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn theo phạm vi chức trách, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Sáng ngày 1 tháng 9, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã sơ kết chương trình đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2017 tại 5 huyện ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, từ năm 2013, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về xây dựng nông thôn mới, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng chương trình đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2017. Từ chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Thành đoàn, các cơ sở đoàn đã đề ra nhiều mô hình giải pháp thiết thực cùng với các ban ngành địa phương, góp phần tích cực vào hoạt động xây dựng nông thôn mới. Trong đó, hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới được Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo thực hiện xuyên suốt trong suốt thời gian diễn ra các chiến dịch tình nguyện hè, mùa hè xanh, hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng, hoa phượng đỏ, với nhiều phương thức mới cụ thể và hiệu quả tại các huyện ngoại thành như sửa chữa sân chơi cho thiếu nhi, bê tông hóa, nâng cấp, sửa chữa đường nông thôn, xây dựng các bể lọc nước sạch cho người dân, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường. Với sự chung tay hỗ trợ của tổ chức đoàn, bộ mặt nông thôn tại năm huyện ngoại thành đã đổi mới rất nhiều, giàu đẹp và khang trang hơn. Tại hội nghị sơ kết, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại năm huyện ngoại thành. Thiết thực tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2015. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 10 phối hợp cùng Ủy ban Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức hội thi tay nghề ẩm thực các món ăn chay năm 2015. Ăn chay đang ngày càng được đông đảo công chúng quan tâm như một cách sống, một cách ăn uống để bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, ăn chay còn mang ý nghĩa nhân văn, bảo vệ môi trường và trở thành xu hướng ngày nay. Hội thi đã tạo sân chơi rèn luyện, giao lưu, học hỏi cho các bạn cán bộ hội, hội viên. Đồng thời, đây cũng là cách để tập hợp thanh niên, hội viên đến với tổ chức hội thông qua những hoạt động cụ thể. Mai Thúy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sáng tạo trẻ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Mai Thúy sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm sáng tạo mới của hai bạn học sinh rất là dễ thương của trường Trung học Phổ thông Nhân Việt. Đây là một ngôi trường đã rất là thành công trong việc đào tạo các bạn học sinh giỏi và tích cực tham gia vào các công tác nghiên cứu khoa học. Và hai bạn học sinh mà Mai Thúy muốn nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay đó là bạn Hồng Thảo và bạn Minh Hiếu. Hai bạn này chỉ mới là học sinh lớp 11 thôi các bạn ạ. Nhưng mà các bạn ấy đã nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo nên vật liệu cách nhiệt được làm từ vỏ trấu và có tính ứng dụng rất là cao trong đời sống thực tiễn. Quê mình ở tỉnh Bình Định. Sau một lần về quê thì mình thấy là trấu được người dân, sau khi mùa vụ thì người dân đốt, còn phần còn lại thì để cho mùa vụ tiếp theo. Và ở các nhà máy xay sát lúa thì trấu sau khi xay sát ra thì người ta thải trấu ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường. Và mình thấy là tại sao cháu không sử dụng làm một cái gì khác hơn. Từ ý tưởng đó, hai bạn đã có một hướng đi mới khi nghiên cứu ra phương pháp chế tạo tấm cách nhiệt từ vỏ trấu và thủy tinh lỏng, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có trong môi trường. Nguồn vỏ trấu tưởng chừng như bỏ đi đã được hai bạn tận dụng kết hợp với thủy tinh lỏng, một chất kết dính vô cơ theo một tỷ lệ nhất định, để cho ra đời sản phẩm là tấm cách nhiệt làm bằng vỏ trấu, có khả năng chịu nhiệt, chịu nước và chịu lực cao.
chào bạn Hồng Thảo và bạn Minh Hiếu. Dạ, em chào chị. Như Mai Thúy thấy là hiện tại bây giờ trên bàn của mình có rất là nhiều các vật liệu nè. Mà bây giờ bạn có thể giới thiệu rõ hơn cho Mai Thúy là công dụng của từng vật liệu này không? Dạ được. Dạ, như chị thấy thì ở trên bàn trên đây chỉ có 3 cái khay. Cái khay thứ nhất á, đây là chấu còn nguyên hạt, là em chưa qua xay. Thì cái chấu này nó có thể kết hợp với lại thủy tinh lỏng để tạo ra một tấm cách nhiệt. Nhưng mà cái điểm yếu của nó là vì chấu còn nguyên hạt nó có độ đàn hồi rất là chắc, cho nên là khi mà làm một tấm cách nhiệt thì nó không đảm bảo về những cái yếu tố như là độ ẩm, độ chống cháy, độ uốn và độ nén. Còn sau đó thì em bỏ, không thực hiện cái chấu nguyên hạt nữa, em chuyển qua là xay thành bột mịn. Thì khi bột mịn chấu này kết hợp với lại thủy tinh lỏng thì tạo ra một tấm cách nhiệt rất là tốt. Đây là thủy tinh lỏng, còn gọi là natri silicate. Đây là một loại keo kết dính rất là tốt. Cái sản phẩm này thì nó có được bày bán rộng rãi ngoài thị trường không hả bạn? Dạ, sản phẩm này thì nó tương đối rẻ cho nên được bày bán rất là nhiều ở thị trường. Chị thấy là hiện tại bây giờ trên bàn của mình còn có một số những cái tấm khá là nặng như thế này. Vậy thì cái này là cái gì bạn nhỉ? Cái này là cái khuôn dùng để tạo ra những tấm cách nhiệt. Như chị thấy thì trên bàn em có hai cái loại khuôn. Một cái là có chữ và một cái là không có chữ, để tạo ra những cái đa dạng về tấm cách nhiệt mẫu mã. Rất là cảm ơn Hồng Thảo nha. Để ra được sản phẩm, Hồng Thảo và Minh Hiếu đã phải thực hiện nhiều công đoạn như sưu tầm tài liệu, đặt khuôn mẫu, mua nguyên liệu, ép khuôn, sấy khô, đo đạc các thuộc tính của sản phẩm. Theo lý thuyết, những công đoạn tưởng như rất đơn giản nhưng phải mất 3 tháng với nhiều lần thử nghiệm. Hai bạn mới tìm ra tỷ lệ 5 phần trấu và 5 phần thủy tinh lỏng để có được một sản phẩm có chất lượng cao nhất. Hồng Thảo và Minh Hiếu thân mến, bạn có thể chia sẻ cho Mai Thúy được biết là trong tất cả những cái công đoạn để mình tạo nên cái tấm cách nhiệt này thì công đoạn nào lấy đi nhiều thời gian của các bạn nhất? Dạ thưa chị, công đoạn lấy đi nhiều thời gian của chúng em nhất là công đoạn sưu tầm tài liệu. Vì chúng em mới bắt đầu nghiên cứu cho nên cái thời gian sưu tầm tài liệu mất hơn khoảng 2 tuần. Và cái công đoạn thứ hai là tìm ra tỷ lệ. Vì có rất nhiều tỷ lệ khác nhau cho nên đòi hỏi chúng em là phải tìm ra một tỷ lệ chính xác và thích hợp nhất để tạo ra một tấm cách nhiệt ưu việt. Và đây là tấm cách nhiệt khi chúng em làm thẩm mỹ là đã sơn BU để tăng thêm cái tính thẩm mỹ và vẻ đẹp cho sản phẩm. Mai Thúy thấy là cả hai sản phẩm khi mà chưa sơn BU hoặc là sơn BU rồi thì nó cũng đều rất là đẹp, rất là hoàn hảo. Bạn Minh Hiếu thân mến, trong cái quá trình mà thực hiện thì chắc chắn là cũng có rất là nhiều những kỷ niệm mà mình đã trải qua đúng không? Vậy thì Minh Hiếu có thể chia sẻ cho Mai Thúy được biết là cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với bạn không? Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là khi mà chúng em trộn trấu, là lúc đó là chúng em chưa hình dung được mùi của trấu như thế nào. Và khi mà xuyên suốt cho một cái buổi chiều để làm trấu và trộn trấu thì khi mà về thì người với lại tóc tụi em toàn là dính mùi bụi trấu và ai cũng nói là nghe mùi giống bột cắm heo. Mai Thúy rất là vui khi ngày hôm nay được đến và nghe hai bạn học sinh rất là xinh xắn và nhỏ nhắn của chúng ta chia sẻ thông tin về cái tấm cách nhiệt này, cũng như là được tìm hiểu quá trình để làm nên cái tấm cách nhiệt nhỏ nhắn như thế này các bạn nhé. Và nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta hãy đến trường Trung học Phổ thông Nhân Việt để tìm hai bạn ấy nhé. Và chúc cho hai bạn sẽ học tập thật là tốt ở trường nè và tiếp tục với cái niềm đam mê khoa học công nghệ của mình nhé. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, sản phẩm tấm cách nhiệt làm từ vỏ trấu đã nhận được học bổng sáng tạo trẻ do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức trao tặng. Đây là nguồn động viên, khích lệ tinh thần của ban tổ chức chương trình dành cho những đam mê, tìm tòi, nghiên cứu khoa học để tạo ra những sản phẩm sáng tạo của hai bạn Hồng Thảo và Minh Hiếu. Hàng năm vào mỗi dịp hè, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh lại phối hợp tổ chức chương trình du khảo hè thật ý nghĩa cho các bạn thanh thiếu niên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở các nước trên thế giới, giúp những người con xa quê có dịp gặp gỡ, giao lưu với nhau và với các bạn thanh niên trong nước. Với chủ đề Việt Nam quê hương tôi, chương trình trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre. Trại hè thu hút sự tham gia của 60 trại sinh đến từ 10 quốc gia và các bạn sinh viên tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh. Trại hè là một cơ hội tuyệt vời giúp các bạn trẻ này, vốn phần lớn sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, có cơ hội tìm hiểu, khám phá về quê hương Việt Nam của mình.
mục đích của trại hè chúng ta là đón những cái bạn trẻ là thanh thiếu niên kiều bào ở nước ngoài về với thành phố để các em có cái dịp giao lưu học tập với nhau. Đặc biệt là thông qua cái trại hè thì các bạn sẽ thêm yêu quê hương đất nước của mình hơn. Với cái chủ đề hè năm nay thì hai cái điểm nhấn mà trại hè chúng tôi hướng tới đó là cái kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Một cái điểm nhấn thứ hai nữa đó là làm sao thông qua trại hè các em được khám phá những cái cảnh đẹp của quê hương đất nước mình. Sau hơn 10 năm tổ chức trại hè thì trại hè thanh thiếu niên và kiều bào của thành phố thì đã thu hút được khoảng hơn cho 600 trại sinh tham gia. Trong cái 600 đó thì đến khoảng từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những địa điểm mà các bạn trại sinh đến được ban tổ chức chọn lựa rất kỹ, không chỉ mang đến cho các bạn sự thú vị, tạo được sự gắn kết mà còn giúp các bạn tìm hiểu về con người, nét văn hóa truyền thống của quê hương Việt Nam. Nếu như chín kỳ trại hè trước, các bạn trại sinh được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên, đến với những vùng biển đảo để tìm hiểu về truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường của Hải quân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thì trại hè lần này các bạn lại được đến miền Tây Nam Bộ với những dòng sông êm đềm, những điệu hò ngọt ngào nhưng cũng rất oai hùng với các địa danh lịch sử. Điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình của các bạn là Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh. Tại đây các bạn được nghe kể lại những chiến thắng hào hùng làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Được thành lập từ năm 1986, Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh trưng bày nhiều bộ sưu tập hiện vật quý giá, thể hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ chiến dịch đường 14 Phước Long, chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tiếp tục chuyến hành trình, các bạn trẻ sinh đã có mặt tại nhà văn hóa sinh viên, cùng giao lưu với nhạc sĩ Trần Xu Tiến. Các bạn trẻ sinh và đoàn viên sinh viên thành phố đã được sống trong không khí của những năm tháng đấu tranh đầy sôi nổi, gan gốc nhưng rất trẻ trung của phong trào văn hóa văn nghệ sinh viên học sinh các đô thị miền Nam những năm 1967-1970 qua những ca khúc hào hùng đi cùng năm tháng như Tiếng hát những đêm không ngủ, Tự nguyện, Hát cho dân tôi nghe. Rời thành phố Hồ Chí Minh, các bạn tiếp tục hành trình đến với quê hương đồng khởi Bến Tre. Không chỉ có thiên nhiên trù phú mà Bến Tre còn là một trong những vùng đất giàu truyền thống văn hóa cách mạng. Điểm dừng chân đầu tiên của vùng sông nước, miệt vườn đậm chất Nam Bộ là đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định, người nữ tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Những hình ảnh hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp cũng như phong trào đồng khởi tại Bến Tre đã cho các bạn một cảm giác thiêng liêng xúc động, đánh thức dòng máu Việt Nam trong tim mỗi người con xa quê. Tại đây, các bạn đã cùng nhau trồng cây bàn vuông do chính các chiến sĩ Trường Sa gửi tặng đất liền để bày tỏ tấm lòng hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nếu đến viếng đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định khiến các bạn thanh thiếu niên kiều bào tự hào về truyền thống dân tộc, thì những khám phá về văn hóa cuộc sống của người nông dân ở Việt Nam cho các bạn trải sinh một trải nghiệm đầy hào hứng. Con đò nhỏ men theo dòng sông Tiền đưa các bạn đến với Cù Lao Thới Sơn. Nơi đây, các bạn được tận mắt thấy những vườn cây trái xum xuê trĩu quả, được thả mình trong những làn điệu dân ca đậm chất Nam Bộ và thưởng thức những loại trái cây theo mùa tại nhà vườn. Ngoài ra, các bạn còn được di chuyển bằng xuồng chèo. Đây là một trong những phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Nam Bộ. Đặc biệt, các bạn còn được chính người dân hướng dẫn giới thiệu về quy trình sản xuất ra kẹo dừa và trực tiếp tham gia vào công việc tưởng chừng như rất dễ này. Qua đó các bạn càng cảm thông và thấu hiểu hết nỗi vất vả của người dân khi làm ra sản phẩm. Đặc biệt, các bạn rất thích thú với hoạt động bè bờ bắt cá, công việc mà các bạn chưa bao giờ được làm ở đất nước các bạn đang sinh sống. Mỗi hoạt động đem đến cho các bạn cảm nhận khác nhau, nhưng đó là những trải nghiệm rất mới, rất thú vị đối với từng trại sinh trong chuyến hành trình lần này. Trại hè của mình rất là vui, đặc biệt là những người là vừa mới thi năm 97 xong là thi đại học năm lớp 12 ấy, thì họ trải qua một cái cuộc thi rất là căng thẳng, thì cái trại hè này làm cho họ thoải mái hơn. Giống như em cũng vừa học xong một năm còn cực khổ, và với lại mình từ cái trại hè này mình còn được thâm nhập với lại những cái cuộc sống của người nước ngoài nữa, và mình biết là cái tình quê hương của mọi người trên toàn thế giới rất là đoàn kết và gắn bó. Năm nay là em đi trại hè kiều bào này là lần thứ hai, em rất là vui, rất là hạnh phúc tại vì được gặp nhiều bạn đi từ nước ngoài, và mình trở về
quê hương của mình là em cảm thấy người Việt Nam rất là dễ thương, rất là vui, rất là thế nào em giống như em quay lại quê hương của em là rất là hạnh phúc. Điểm nhấn của chương trình là đêm giao lưu giữa các bạn trại sinh với thanh thiếu nhi của tỉnh đoàn Bến Tre. Những bài hát, điệu múa do chính các bạn trại sinh và đoàn viên thanh niên địa phương biểu diễn như đem các bạn trẻ đến gần nhau hơn. Trong chương trình, các bạn trại sinh cũng đã tặng 50 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn đạt kết quả cao trong học tập. Tham gia hội trại, các bạn trại sinh tuy đến từ nhiều quốc gia khác nhau, văn hóa cũng khác nhau, nhưng qua những trò chơi, hoạt động, các bạn trở nên hiểu và càng gắn bó với nhau hơn. Không chỉ có những bài học lớn về văn hóa, lịch sử, trại hè năm nay còn tràn đầy niềm vui. Dù các bạn trở về từ những quốc gia khác nhau, nhưng các bạn đều mang trong người dòng máu con rồng cháu Việt, đều có một tình yêu quê hương đất nước. Trải qua 4 ngày hè, một khoảng thời gian không dài, cũng không quá ngắn, đủ để các bạn thanh thiếu niên kiều bào, những bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống và học tập tại các nước trên thế giới, trải nghiệm về quê hương đất nước Việt Nam của mình. Những nơi các bạn đã đến, những con người mà các bạn đã gặp sẽ để lại những dấu ấn khó phai trong tâm hồn mỗi trại sinh. Trại hè là dịp để các bạn hiểu hơn về lịch sử và nét văn hóa truyền thống dân tộc, biết thêm những danh lam thắng cảnh của đất nước, hiểu để thêm tự hào, thêm yêu đất nước và dân tộc mình. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Việt Nam. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên kỳ này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ quen thuộc 21 giờ 10 phút thứ hai trên HTV9 và 7 giờ sáng thứ ba trên HTV7. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị vui lòng gửi thư về chương trình Ban biên tập truyền hình thanh niên số 1 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Email truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh @gmail.com. Số điện thoại liên lạc 0838 298 669. Còn bây giờ, Quang Quý và những người thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.